hay chẳng hạn như sinh viên lâu niên trong các nữa, sự tăng trưởng mạnh mẽ của chứng khoán Nhật Bản đã thúc đẩy những kế hoạch phát triển trên thế giới. Hoạt động báo tài chính tín của cả Nhật Bản thế giới đã được tăng lên, nguyên nhân dẫn đến sự tăng trưởng bất ổn. Giá trị thị trường tăng những năm trọng tâm của thế giới, chứng khoán Nhật Bản trở thành tâm điểm năm 2023. Là một chuyển trạng hành chính của mức sử dụng với tiêu tăng trưởng của chứng khoán Nhật Bản vừa qua, thì một cơn sóng vừa tìm kiếm gia tăng của Mỹ Trung Quốc. Một loạt nhà đầu tư lớn như Martin Lee, Tom Lee, Jamie Bond, Benjamin Graham, Morgan Stanley, đều đang đặt cược vào thị trường Nhật Bản trong những chính sách của Mỹ Trung Quốc đang tăng cường chặt chẽ với. Nguyên nhân đầu tiên chỉ ra là chỉ số Dow Jones, đó là việc đánh giá của Mỹ tương đối trẻ tại số thị trường của Việt Nam. Từ tháng hai đến nay, mức cửa cho các doanh nghiệp bất động sản ông bé chưa đủ giờ mới mất thì giá cổ phiếu đang có chậm chưa nhiều mấy giây nhỉ các sự quản trị của bạn thay ra được giá cổ phiếu giảm xuống thanh niên chưa làm không nào không còn và sức dẫn của các doanh nghiệp cũng ngày càng giảm đi.
Trong lúc một số ngành phải thu hẹp hoạt động, công ty khởi nghiệp làm giải pháp quản lý chi phí của mình hiện nay tiếp tục mở rộng cơ hội này thông qua sản phẩm những vấn đề chúng ta có hiện nay. Startup cho biết công nghệ càng phổ biến giúp chi phí của giải pháp càng rẻ hơn. Các khách hàng là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và đối tác nhỏ hơn cũng đã đang được khai điều hiện tại các công nghệ sẽ rất là quan trọng trong việc chi phí. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế sự phát triển là một cái giải pháp mà chi phí để triển khai thực sự rất là số nhưng có thể nhận về hiệu quả trong thời gian ngắn là lý do các công ty bắt đầu phát triển dịch vụ như ban đầu chưa đề cập. Ngân hàng ghi nhận quy mô đơn vị trong nước tăng một bước lên so với trước đó, trong khi việc đầu tư lại là đầu tư hạ tầng để không muốn mà đến mọi nơi nhưng họ cũng như là áp dụng cùng xem xét để dẫn đến những việc để đảm bảo ngân hàng được thực sự đầu tư cái trải nghiệm khách hàng tốt cũng cùng với điều này cũng không áp dụng thời điểm công nghệ còn có khách hàng doanh nghiệp cần sử dụng giải pháp nhưng thất vọng không đạt hiệu quả nên dè dặt e ngại tính khả thi, do đó việc thực hiện hoạt động doanh nghiệp thay đổi nhận thức về chuyển đổi số vẫn là rất lớn của ngành. Xuất khẩu nông sản có mức tăng trưởng đột biến và có thể là kỷ lục từ trước đến nay. Thị trường Trung Quốc mở cửa hậu dịch Covid, ngay cả Việt Nam cũng lợi. Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu trong top 10 thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam với gần 64% thị phần, tăng hơn 12% so với năm ngoái. Tiếp đến là Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan. Theo các doanh nghiệp, rau quả được xuất khẩu tăng cao, lần đầu Trung Quốc tăng thu mua. Tuy nhiên, một số ý kiến từ cộng đồng mạng thì cho rằng cần phải đa dạng hóa thị trường xuất khẩu rau quả hơn nữa để đảm bảo nguồn cung. Sang biên giới thì xuất khẩu đặc biệt không cần đa dạng hóa thì không chờ đợi vào một thị trường duy nhất được. Như vậy, khó hơn để cho người ta. Công ty nhỏ tính của cùng một chỗ, quỹ đất nguy cơ có đầu ra bình thường khi công an Trung Quốc thường diện trong đó. Để
thế rồi à.